Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, một chính phủ của CLMV Nguyễn Xuân Phúc cực kỳ yếu kém mà khi mà để cho Bộ Công Thương qua mặt trong việc xuất khẩu gạo trong thời gian vừa qua đã thấy được trình độ hiểu biết cũng như dẫn dắt của Thủ tướng Chính phủ như thế nào. Như vậy thì cuộc chiến giữa phe xuất khẩu và phe cấm xuất khẩu giờ đã ngã ngũ. Nó cho thấy bộ mặt của những người đòi ông Nguyễn Xuân Phúc dỡ bỏ lệnh cấm như thế nào. Ý đồ thì đã rõ, rất nhiều nhà buôn trúng thầu cấp gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước. Giờ họ muốn quỵt không cấp nữa vì có kèo mới thơm hơn. Lý do vì sao họ không muốn cấp gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước thì chắc không cần phải giải thích thì ai cũng hiểu. Qua vụ quỵt hợp đồng hàng loạt này, nó cho thấy một bức tranh bát nháo của giới làm ăn Việt Nam. Vấn đề là việc giữ chữ tín của các doanh nghiệp Việt Nam sao nó khó quá. Như ta đã biết, chữ tín nó là nền tảng để xây dựng thương hiệu. Chính vì thế mà những doanh nghiệp uy tín trên thế giới họ không ngần ngại móc hầu bao để bảo vệ chữ tín ấy. Chuyện các hãng xe hơi danh tiếng có thể bỏ ra hàng ngàn tỷ đô chỉ để triệu hồi những chiếc xe bị lỗi kỹ thuật nào đấy của nhà sản xuất là điều mà chúng ta không xa lạ. Từ chữ tín thì mới có thương hiệu, từ nền tảng thương hiệu thì người ta mới có thể có được sự phát triển bền vững. Đấy là quy trình mà bất kỳ một doanh nghiệp tử tế nào cũng muốn nhắm đến. Thế nhưng, chữ tín trong giới làm ăn của người Việt dường như bị chà đạp không thương tiếc. Điều đó lý giải tại sao Việt Nam không có thương hiệu nào mang tầm thế giới. Khi buộc phải chọn những giữa chữ tín và lợi nhuận trước mắt thì những nhà thầu cấp gạo do Cục Dự trữ Nhà nước đã chọn cái lợi trước mắt. Cũng dễ hiểu thôi, vì đó là bởi thói quen làm ăn kiểu ăn xổi ở thì của phần lớn giới thương gia Việt Nam mà. Ngoài ra, còn có lý do thứ hai làm cho những doanh nghiệp này không giữ chữ tín, đó là vì tính đặc thù của loại hình kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, nó thế. Nghĩa là sao? Như ta đã biết, hiện nay không một quan chức cỡ bự nào trong chính quyền Cộng sản Việt Nam mà không nuôi một vài doanh nghiệp thân hữu để trục lợi chính sách. Chính vì nhờ quyền lực như thế nên họ chả cần phải giữ chữ tín làm gì cả. Dù mang tiếng xấu họ vẫn có hợp đồng béo bở, dù mang tiếng xấu họ vẫn có thông tin mật để đón đầu xã hội, dù mang tiếng xấu nhưng họ vẫn có được những chính sách ưu ái cho mình kia mà. Vậy thì dại gì giữ chữ tín làm chi cho thiệt thòi. Như ta biết, từ thương hiệu doanh nghiệp thì người ta mới xây dựng được những thương hiệu quốc gia. Chính vì tính đặc thù như vậy mà thương hiệu quốc gia của Việt Nam rất kém mà hầu như không có. Đặc biệt của lợi ích nhóm là giới doanh nghiệp sân sau sẽ nắm được thông tin về chính sách trước khi nó được công bố rất lâu. Như chúng ta thường thấy, khi quyết định quy hoạch còn đang trong thời kỳ thai nghén, còn bí mật thì lúc đó những doanh nghiệp sân sau đã có thông tin đầy đủ. Chính vì thế mà họ đã đi trước xã hội để hốt hết đất đai ở những vị trí đắc địa với giá rẻ mạt, bèo bọt, rồi sau đó ngồi rung đùi hưởng lợi. Đó chỉ là một trong những ví dụ điển hình trong mua vàn cách hưởng lợi của những doanh nghiệp thuộc nhóm lợi ích sân sau của chế độ Cộng sản Việt Nam. Chính nó tạo ra sự kiêu ngạo chủ quan, thậm chí sắc láo xem thường đối tác và khách hàng, nhưng họ vẫn cứ vững như bàn thạch. Quay trở lại quyết định bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu của Nguyễn Xuân Phúc, chúng ta cũng ít nhiều ngửi thấy mùi lợi ích nhóm trong đó. Vì sao? Vì như ta đã biết là từ ngày 11 tháng 4 là ngày mà Nguyễn Xuân Phúc bãi bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo. Nhưng tại sao cũng ngay ngày này tờ báo Kinh tế Sài Gòn đã cho biết là công ty trúng thầu cung cấp gạo cho Cục Dự trữ Nhà nước đã có hành động xù hợp đồng với chính phủ. Sao nhanh như điện vậy? Dường như có gì đó không bình thường ở đây. Vâng, đó là điều rất bất bình thường. Từ quyết định thủ tướng cho đến lúc xã hội phản ứng thì phải có độ trễ chứ. Sau đây lại là ra đồng thời như thế nhỉ? Hỏi cũng là có câu trả lời. Rõ ràng đây chính là dấu hiệu cho thấy những ông xuất khẩu gạo đã nắm thông tin từ trước nên mới phản ứng gần tức thì như vậy. Và hôm nay dường như chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đưa ra được biện pháp thứ hai.
để chế tài buộc gạo quay vào kho lưu trữ quốc gia sau khi cấm xuất khẩu gạo với những doanh nghiệp nào dám xù hợp đồng. Và có lẽ như chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm thấy rằng biện pháp thứ nhất không ăn thua, nên một ngày sau đó đã ra thêm biện pháp chế tài thứ hai. Được biết hôm nay trên báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn còn có bài viết trúng thầu gạo nhưng không ký hợp đồng, tiền bảo lãnh dự thầu nộp vào ngân sách. Bài viết này đã nêu đích danh tên những doanh nghiệp đang cố tình xù hợp đồng và nhà nước đã quyết định giữ tiền cọc của họ để nộp vào ngân sách. Thế nhưng nếu xét kỹ thì biện pháp này cũng không ăn thua. Vì sao? Vì đơn giản để đi đến quyết định xù hợp đồng thì các doanh nghiệp này đã tính lợi hại của việc họ làm rồi, và chắc chắn họ chọn cái có lợi cho họ hơn. Dù bị mất tiền cọc nhưng bán cho nước ngoài vẫn có lợi hơn thì người ta sẽ không ngần ngại xù hợp đồng với nhà nước. Vậy thôi. Qua đây chúng ta thấy chỉ một bước quyết định sai thì chính phủ phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để sửa sai, nhưng chưa chắc gì đã được. Chuyện này xảy ra thường xuyên với bộ máy cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kinh tế tập trung là sai nên đã đưa đất nước đến nghèo đói và lạc hậu. Và năm 1986, Nguyễn Văn Linh và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ đã sửa sai, nhưng họ lại vỗ ngực là đổi mới và tự vẽ công cho mình. 11 năm sai lầm nhưng mãi đến 34 năm để sửa sai vẫn không theo kịp được các nước láng giềng. Phải nói đó chính là cái quản lý đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính nó làm cho đất nước chậm tiến vì đã hướng chí lực bộ máy nhà nước vào những điều vô ích. Cộng sản là vậy thôi, không sửa được, chỉ trừ khi chúng ta loại bỏ chúng. Lò xo kinh tế đầu tàu của Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc. Sáng ngày 10 tháng 4, trong cuộc họp trực tuyến với các bộ và địa phương của cả nước, ông Klmver Nguyễn Xuân Phúc phán rằng cần thúc đẩy nền kinh tế vượt mạnh như cái lò xo bị nén bật mạnh ra để đuổi kịp thời gian. Lời chỉ đạo nói trên của ông Klmver Nguyễn Xuân Phúc khiến cho nhiều người ngỡ ngàng khi ông Thủ tướng lại ví von về sức nén của một chiếc lò xo trong khoa học thực nghiệm với sự phục hồi kinh tế sau trận đại dịch virus Vũ Hán đang hoành hành ở khắp mọi nơi trên thế giới. Có người nói rằng sự so sánh này hơi ngu, bởi lẽ ngay ở các khối kinh tế hùng mạnh như cộng đồng kinh tế châu Âu hay những quốc gia phát triển vượt bậc như Nhật, Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Singapore cũng đang điêu đứng trước viễn cảnh suy trầm do dịch bệnh gây ra, thì làm gì có sức bật lò xo. Trong cương vị đứng đầu bộ máy chính phủ, ông Klmver Nguyễn Xuân Phúc thừa biết nền kinh tế Việt Nam vốn thiếu năng lực phát triển, hiện nay đã hoàn toàn bị ngưng động. Sự ngưng động ấy được diễn tả khá chính xác qua những con số của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2020. Có gần 35.000 doanh nghiệp ngưng hoạt động, đó là một con số kỷ lục chưa lúc nào có. Mặt khác, cũng theo ước tính của cơ quan này, trong thời gian dịch bệnh kéo dài chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động không quá 3 tháng và khoảng 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm. Những con số ấy nói lên một thực trạng mà những người lạc quan nhất cũng phải lo âu. Vì nếu lệnh cách ly xã hội kéo dài, tình trạng xí nghiệp đình trệ sản xuất đương nhiên sẽ dẫn đến các thương vụ xuất khẩu nhập cảng chết theo. Nền kinh tế xuống dốc là điều không thể tránh khỏi. Thời gian tiếp theo sau lệnh cách ly, dù công nhân có đi làm lại cũng khó mà có được việc đủ để làm. Vì từ Mỹ, Âu Châu và các nước có giao thương với Việt Nam cũng chưa có nước nào có nhu cầu đặt hàng. Sự suy trầm có tính cách dây chuyền sau thời kỳ dịch bệnh khiến những quốc gia kinh tế quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu kém, vốn nhân lực đa số chưa có kỹ năng như Việt Nam sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Do đó, các cơ quan xí nghiệp làm sao có thể chạy đua làm việc để cho kinh tế mau phục hồi. Đừng nên xem đây là một thử thách như kiểu nói thử thách càng lớn, cơ hội càng nhiều. Vì Việt Nam chẳng có cơ hội nào khi kinh tế, chính trị còn tiếp tục phụ thuộc nặng nề vào thị trường Trung Cộng. Cái lò xo kinh tế mà Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng nó bật mạnh, thật ra hiện nay đang bị kéo giãn ra để cố gắng sống còn. Nhưng chính những lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội cũng không biết nó sống bao nhiêu lâu. Các chuyên viên kinh tế nhà nước lâu nay chỉ ngồi bàn giấy vẽ vời, kẻ nói như thế này, người nói như thế khác.
Người thì nói hết hè, người thì nói cuối năm 2020, người thì nói phải đến 18 tháng sau, tức sang giữa năm 2021 mới thấy ánh sáng. Có vẻ đây là loại ánh sáng quá leo lét ở cuối con đường hầm. Vì lẽ những triển vọng sáng sủa của kinh tế eo uột như Việt Nam càng khó chứng minh khi khả năng quản lý, điều hành của cán bộ nhà nước quá yếu, quá kém. Gần đây, chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, tương đương với 2,6 tỷ đô la Mỹ, như một biện pháp kích thích và cứu nguy cho doanh nghiệp. Nhưng đồng thời, trong ngày 10 tháng 4, Bộ Tài chính Việt Nam nói đang có kế hoạch vay thêm 1 tỷ đô la từ các tổ chức tài chính quốc tế để bù đắp cho mức thâm hụt ngân sách được dự báo trầm trọng hơn do dịch bệnh virus Vũ Hán gây ra. Thật ra, thâm hụt ngân sách là căn bệnh kinh niên của một nhà nước độc tài, lấy sự hoang phí và tham nhũng làm lẽ sống, và vay nợ là con đường ngắn nhất để giải quyết cho nhu cầu con bệnh khát tiền. Điều này cho thấy kinh tế Việt Nam chỉ có thể thỏa mãn những nhu cầu ngắn hạn và lời lẽ huênh hoang của lãnh đạo Cộng sản. Với những nhận định như trên thì rõ ràng khó có thể thấy khi nào thì lò xo kinh tế bật lên theo lời của ông CLMV Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo. Hay nói khác đi, sự phục hồi kinh tế của Việt Nam dù dịch bệnh qua đi cũng còn có một bức tranh u ám. Trong khi ấy, ngoại trừ thành phần trung lưu, đại đa số người dân nghèo lâu nay vốn đã vất vả kiếm miếng ăn, nay không còn biết làm gì để có tiền sống qua ngày. Giờ đây họ chỉ còn biết bám víu vào gói cứu trợ 62.000 tỷ của chính phủ, nhưng chính phủ cũng chỉ hỗ trợ được 3 tháng, 4, 5 và 6, để rồi sau đó sẽ nhịn ăn. Phần hỗ trợ cho người lao động nghèo, người buôn bán nhỏ lại nằm trong nhóm được trợ cấp thấp nhất so với nhóm người có công với cách mạng và được tự hào là thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Rõ ràng trong tình huống mà các nền kinh tế mạnh nhất so với Việt Nam đang vất vả để tìm lối thoát thì Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc vốn có tật nổ vẫn nổ được rất giòn giã. Yêu nước theo kiểu Cộng sản. Yêu nước kiểu Cộng sản là phải yêu lãnh đạo cho dù lãnh đạo nói láo, lừa đảo, phách lối, lạm quyền, độc tài, gia đình chị và phe nhóm chị. Yêu nước kiểu Cộng sản là phải biết ơn lãnh đạo mặc dù vai trò lãnh đạo là để làm tròn trách nhiệm phục vụ đất nước, chứ không phải là vai trò ban ơn, biết ơn đất nước. Nhưng không biết ơn lãnh đạo là thành phần vong ơn bội nghĩa. Yêu nước kiểu Cộng sản là phải đồng hóa lãnh đạo với Tổ quốc, muốn được xem là yêu nước thì phải yêu lãnh đạo và phê phán lãnh đạo đồng nghĩa với phê phán đất nước, đó mới là yêu nước kiểu Cộng sản. Yêu nước kiểu Cộng sản là yêu Đảng, yêu chủ trương của Đảng, yêu cả sai trái của Đảng. Bất cứ kẻ nào không đồng ý với Đảng, chống Đảng là chống xã hội, cộng đồng, là phản quốc, là phản động. Phỉ nhổ tra đạp, lên án, tấn công bất cứ ai bày tỏ những quan điểm đến tình hình xã hội, vận mạng của người dân bằng cách góp ý và phê bình chính sách của chính phủ và hành xử của lãnh đạo, đó là yêu nước kiểu Cộng sản. Yêu nước kiểu Cộng sản là yêu mọi thông tin, bình luận do lãnh đạo và Đảng đưa ra hoặc từ các cơ quan truyền thông ủng hộ Đảng, ủng hộ lãnh đạo. Mọi nguồn tin khác đều là tin giả và là fake news. Yêu nước kiểu Cộng sản là phải sẵn sàng phê phán lãnh đạo của các quốc gia đang hành xử giống như lãnh đạo của mình, nhưng sẵn sàng lên án mọi thành phần phê phán những hành xử tương tự của lãnh đạo nhà mình. Yêu nước kiểu Cộng sản là bằng mọi giá, không cần biết thực tế như thế nào, phải có niềm tin đất nước là anh hùng số 1, đỉnh cao số 1, vĩ đại số 1, là hoàn hảo vượt lên mọi sự phê phán. Yêu nước kiểu Cộng sản là phải to mồm yêu nước. Cách dễ nhất để chứng minh mình yêu nước là bôi nhọ phỉ báng tấn công người khác không yêu nước để chứng minh rằng mình là người yêu nước. Yêu nước kiểu Cộng sản là sẵn sàng vứt bỏ lương tâm, danh dự, liêm sỉ, lòng tự trọng, thật sự, công bằng, công lý để chứng minh ta là người yêu nước và những ai khác biệt với ý kiến của ta, quan điểm của ta là thành phần phản bội dân tộc, là phản động. Yêu nước kiểu Cộng sản là phải yêu nước theo bầy đàn. Tờ Thời báo Hoàn Cầu viết tại sao Việt Nam xâm phạm Biển Đông vào lúc này. Đáp lại phản ứng từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như những quan ngại từ phía Mỹ
về việc tàu hải cảnh của Trung Cộng cố tình đâm chìm tàu cá của Việt Nam ở gần đảo Hoàng Sa hôm 2 tháng 4, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tung ra bài bình luận chỉ trích Việt Nam dối trá và lợi dụng cơ hội này để chuyển sự chú ý khỏi sự bất lực trong việc xử lý đại dịch sang căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung. Bài báo cũng tố cáo chính phủ Mỹ chính trị hóa một vấn đề đối ngoại để bêu xấu Trung Quốc. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 3 tháng 4 cho biết vào đêm ngày 2 tháng 4, tàu cá QNG90617TS và 8 ngư dân của Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, chủ quyền của Việt Nam, thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm. Việt Nam ngay sau đó đã gửi công hàm phản đối cho Trung Quốc và yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ xử lý vụ việc, đồng thời bồi thường thỏa đáng cho các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Trước đó, ngày 30 tháng 3, Việt Nam cũng đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc và bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, một động thái hiếm thấy của chính phủ Việt Nam trong hành xử ngoại giao với Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã bày tỏ quan ngại về vụ việc, nói rằng Trung Quốc nên tập trung hỗ trợ cho nỗ lực quốc tế để chống lại đại dịch virus Vũ Hán và nên ngừng khai thác sự mất tập trung hoặc dễ bị tổn thương của các quốc gia khác để mở rộng yêu sách phi pháp của mình ở Biển Đông. Trước tình hình đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh và người phát ngôn của Cục Hải cảnh Trung Quốc khẳng định tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt trái phép trên vùng biển của Trung Quốc, khi bị nhắc nhở thì lao vào đâm tàu hải cảnh rồi bị chìm. Tiếp đó, một bài bình luận xuất hiện trên Thời báo Hoàn Cầu ngày 11 tháng 4 với tiêu đề "Tại sao Việt Nam xâm phạm Biển Đông vào lúc này?" không chỉ tái khẳng định lập luận nói trên của Trung Cộng mà còn tố Mỹ và Việt Nam thông đồng nhau để hạ nhục Trung Cộng và thực hiện các mục tiêu chính trị của mình. Bài báo cho biết khi mà Trung Quốc đang chiến đấu gian khổ với virus Vũ Hán, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ban hành lệnh phong tỏa với Trung Quốc và đình chỉ du lịch hàng không trong và ngoài nước, đồng thời di tản công dân Việt Nam khỏi Trung Quốc, những hành động phù hợp với các động thái của Hoa Kỳ. Bằng cách đó, Việt Nam dường như đã thực hiện được một các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng khi xem xét kỹ hơn, việc này nhằm mục đích đẩy Trung Quốc vào tình thế lúng túng. Bài báo nhận định trong giai đoạn đầu của dịch virus Vũ Hán, Việt Nam đã có hành động hiệu quả để ngăn chặn virus lây lan trong nước và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khen ngợi. Tuy nhiên, các trường hợp virus Vũ Hán được xác nhận tại Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân kể từ đầu tháng 3. Do đó, Việt Nam hiện đang xuất hiện mâu thuẫn giữa việc khôi phục lại hoạt động kinh tế hay tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mâu thuẫn này trở nên gay gắt hơn khi trước áp lực nền kinh tế đang suy thoái đáng kể. Bài báo nhận xét và dẫn chứng về 300 doanh nghiệp Việt Nam đã dừng hoạt động, trong khi các doanh nghiệp khác đã thu hẹp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hơn 40.000 nhân viên trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Vì thế, bài báo cho rằng trong bối cảnh này, dường như các chiến thuật do chính phủ Việt Nam đang thể hiện đối đầu với Trung Quốc nhằm ý định chuyển sự chú ý khỏi áp lực trong nước và sự bất lực trong việc xử lý đại dịch sang căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung. Bài báo cũng nhắc lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và cáo buộc Việt Nam đã cố gắng đánh bắt cá ở vùng biển này, đâm làm hỏng một tàu hải cảnh ở Trung Quốc và sau đó tìm cách đòi bồi thường, đánh lừa công chúng bằng những tuyên bố sai trái và các cáo buộc chống lại Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam không đề cập gì đến 8 ngư dân lành lặn đã được chính tàu Trung Quốc mà họ đâm vào cứu. Đây không phải là cách tiếp cận chủ động mà là hiệu quả cho việc giải quyết xung đột. Rõ ràng Việt Nam không có ý định nỗ lực để nhanh chóng giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, không khó để phân biệt ai đang nói dối. Bên cạnh đó, Trung Quốc có đủ bằng chứng video về những gì thực sự xảy ra trong vụ va chạm đó để chứng minh sự vô tội của mình, bài báo cho hay. Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ một lần nữa đứng sau Việt Nam vì những động cơ thầm kín, sự hợp tác của họ, đặc biệt là các hành động của Việt Nam trong việc khơi dậy tình cảm chống Trung Quốc và phản ánh thực tế về sự thông đồng giữa hai quốc gia này. Bằng cách liên kết việc đánh bắt cá bất hợp pháp của Việt Nam với nỗ lực phòng chống đại dịch,
Mỹ một lần nữa cố gắng chính trị hóa một vấn đề đối ngoại để bêu xấu Trung Quốc. Bài báo nhận định và cho rằng sự tiếp tay từ Mỹ sẽ khuyến khích chính phủ và ngư dân Việt Nam tiếp tục hành vi đánh bắt cá bất hợp pháp, đẩy mạnh hành vi xâm phạm lợi ích và quyền lợi của Trung Quốc, đồng thời khẳng định cả Mỹ và Việt Nam đều đang thổi bùng ngọn lửa để đạt được mục tiêu chính trị của mình. Hiện đã có một số ý kiến về các bài phân tích được đăng tải trên các cơ quan truyền thông quốc tế cho rằng đây là cơ hội vàng để Việt Nam thoát khỏi sự kìm kẹp và cái bóng khổng lồ của Trung Cộng. Hai gai đều nhọn, anh Tập sẽ nhổ gai nào? Nếu hình ảnh Tập Cận Bình và nhà nước Cộng sản trở nên trơ trẽn và vô nhân đạo bao nhiêu thì hình ảnh của bà Thái Anh Văn và Đài Loan càng trở nên cao đẹp và nhân ái hơn bao nhiêu trong trận đại dịch này. Đến nỗi con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải cảm thán rằng đã đến lúc phải thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, đến nỗi hàng chục nghị viện EU cũng đã kêu gọi phải đưa Đài Loan vào thành viên chính thức của WHO. Hiện tại Đài Loan đã trở thành cái gai quá nhọn trước mũi của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình gần như đã mất quá nhiều uy tín với đảng cầm quyền, với nhân dân tàu cộng và với cộng đồng quốc tế, nên việc nhổ cái gọi gai Đài Loan có thể là một ưu tiên để đẩy bất ổn nội bộ ra eo biển Đài Loan, lấy lại hình ảnh của chính mình. Cái khó là liệu Mỹ và cộng đồng quốc tế có ngồi yên để cho Tập Cận Bình dẫm lên đóa hoa quá đẹp và nhân hậu Thái Anh Văn. Dường như tính cho đến lúc này, Đài Loan và Việt Nam là hai nước thành công nhất trong việc ngăn chặn đại dịch cúm tàu. Dù trước đó, ngay khi dịch vừa bùng phát ở Vũ Hán thì hầu hết dư luận đều cho rằng Đài Loan và Việt Nam có nguy cơ trở thành Vũ Hán thứ hai, bởi cả hai nước đều có quan hệ kinh tế sâu rộng với Vũ Hán. Số người Vũ Hán lui tới Việt Nam và Đài Loan đông đảo và thường xuyên như cơm bữa. Cái gai nhọn thứ nhất đó chính là Đài Loan. Trong thời Quốc dân đảng giữ ghế tổng thống, quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan rất nồng ấm. Vốn đầu tư của Đài Loan ồ ạt vào Trung Cộng, doanh nghiệp và doanh nhân thương nhân của hai nước qua lại như mắc cửi. Năm 2015, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Việt Nam đọc diễn văn đầu tiên ở hội trường Diên Hồng, nhưng mục đích chính của chuyến công du ấy là đến Singapore để gặp Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân đảng để bàn về việc thống nhất Đài Loan. Sau chuyến gặp lịch sử mở đầu cho đàm phán thống nhất ấy, quan hệ đôi bờ eo biển Đài Loan càng thêm mặn nồng, vốn đầu tư qua lại giữa đôi bờ càng nhiều, nhân dân hai miền lui tới càng tấp nập. Nhưng cũng từ đó, nhân dân Đài Loan không còn tín nhiệm Quốc dân đảng nên đã dồn hết phiếu cho tiến sĩ Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến trong lần bầu cử Tổng thống kế tiếp. Bà Tổng thống Thái Anh Văn chủ trương Đài Loan là Đài Loan, không phải Đài Loan là một phần của Tàu Cộng như lâu nay Tàu Cộng nhận vơ dưới sự tiếp tay của Mỹ trong cuộc ngoại giao bóng bàn vào đầu thập niên 1970 của thế kỷ trước, thời Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Hiện tại chủ trương của bà Thái Anh Văn không chỉ được Tòa Bạch Ốc ngầm ủng hộ mà còn được đồi Capitol ra mặt hậu thuẫn với nhiều dự luật có lợi cho Đài Loan được thông qua và được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành nên càng làm cho Bắc Kinh nổi đoán. Tàu Cộng đã không ít lần gây áp lực quân sự đe dọa thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, khẳng định rằng ngày mà Đài Loan tuyên bố độc lập chính là ngày Tàu Cộng tấn công giải phóng Đài Loan. Nhưng bà Tổng thống Thái Anh Văn trả lời rất khôn khéo rằng Đài Loan lâu nay là một quốc gia độc lập không phụ thuộc vào bất cứ nước nào, có mất độc lập đâu mà phải tuyên bố độc lập. Nhờ thái độ dứt khoát không dây dưa với Tàu Cộng nên bà Thái Anh Văn đóng cửa khẩu ngay sau khi các nhà khoa học Đài Loan đến tâm dịch Vũ Hán khảo sát, tức tốc trở về vì nhận ra chợ bán động vật hoang dã Vũ Hán đã bị tẩy trùng xóa hết dấu vết, không xác định được ca nhiễm F0. Tình hình dịch bệnh đã lây nhiễm cộng đồng mất kiểm soát. Đài Loan không chỉ ngăn cấm qua lại mà còn chặn đứng không cho xuất cảng khẩu trang và vật tư y tế qua đại lục, làm cho Tập Cận Bình càng giận dữ hơn, không tiếc lời thóa mạ Thái Anh Văn. Áp lực WHO loại tư thế quan sát viên của Đài Loan khỏi WHO, cô lập Đài Loan không được tiếp cận thông tin từ dịch bệnh, từ WHO. Chưa hết, Tập Cận Bình còn ra lệnh PLA, quân đội của Tàu Cộng, tập trung lực lượng quân sự dày đặc quanh Đài Loan chuẩn bị tấn công.
Ba Thái bố trí đội hình sẵn sàng đánh trả. Chiến xa được bố trí dày đặc ở những vị trí mà PLA có thể đổ bộ. Chiến hạm của Mỹ cũng được điều vào eo biển Đài Loan sẵn sàng hỗ trợ. Tình hình Đài Loan nóng như than hừng hực. Hiện tại tình hình càng căng thẳng hơn. Nhiều nước nhận ra bộ mặt thật của Tàu Cộng khi cố tình giấu dịch để lây nhiễm dịch bệnh ra khắp thế giới. Và trước khi dịch bệnh bùng phát trong các nước, Tàu Cộng đã mua vét hết khẩu trang và vật tư y tế của các nước ấy để đầu cơ. Không cho doanh nghiệp các nước đặt tại Tàu Cộng đem khẩu trang và vật tư y tế về nước chống dịch. Khi các nước bùng phát dịch thì không còn khẩu trang và vật tư y tế để phòng chống, dẫn đến thiệt hại rất lớn. Số nhiễm và số ca tử vong tăng một cách chóng mặt, buộc phải mua khẩu trang và vật tư y tế của Tàu Cộng với giá cắt cổ, buộc phải đáp ứng những yêu sách của Tàu Cộng để nhận được khẩu trang và vật tư y tế. Tàu Cộng lấy đó tuyên truyền cho chính sách nhân đạo và vai trò nước lớn của Tàu Cộng để cô lập Đài Loan và hạ uy tín của siêu cường Mỹ. Dã man hơn nữa khi khẩu trang kit test và vật tư y tế của Tàu Cộng bán cho các nước đều là hàng tổm, hàng kém chất lượng. Kit test nhiễm virus Vũ Hán làm cho các nước phẫn nộ và phong trào các nước khởi kiện Tàu Cộng phải chịu trách nhiệm bồi thường hàng ngàn tỷ đô la đang lan rộng với lý do Tàu Cộng cấu kết với WHO che giấu dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nước. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng ấy, tiến sĩ Thái An Vanh đã đề xuất chi 36 tỷ đô la viện trợ cho cộng đồng quốc tế chống dịch. Hàng triệu khẩu trang chất lượng đã được chuyển đến giúp các nước. Và hiện tại, các doanh nghiệp Đài Loan đang khẩn trương sản xuất khẩu trang và vật tư y tế để kịp thời gửi đến các nước đối phó với dịch bệnh. Nếu như hình ảnh Tập Cận Bình và nhà nước Tàu Cộng trở nên trơ trẽn vô nhân đạo bao nhiêu, thì hình ảnh của Thái Anh Văn và Đài Loan càng trở nên cao đẹp và nhân ái hơn bấy nhiêu trong trận đại dịch này. Đến nỗi con trai của Tổng thống Donald Trump phải cảm thán rằng đã đến lúc phải thừa nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập. Đến nỗi hàng chục nghị viện EU đã kêu gọi phải đưa Đài Loan làm thành viên chính thức của WHO. Hiện tại Đài Loan đã trở thành cái gai quá nhọn trước mũi của Tập Cận Bình. Tập Cận Bình gần như là đã mất quá nhiều uy tín với đảng cầm quyền, với nhân dân Tàu Cộng và với cộng đồng quốc tế, nên việc nhổ cái gai nhọn Đài Loan có thể là một ưu tiên để đẩy bất ổn nội bộ ra eo biển Đài Loan, lấy lại hình ảnh chính mình. Cái khó là liệu Mỹ và cộng đồng quốc tế có ngồi yên để cho Tập Cận Bình dẫm đạp đóa hoa quá đẹp và đang lên nhân hậu của Thái Anh Văn hay không? Cái gai nhọn thứ hai đó chính là Việt Nam. Càng ngày Tập Cận Bình càng quyết tâm hơn trong việc áp dụng học thuyết Monroe của Mỹ tại Biển Đông. Monroe chủ trương chiếm vịnh Mexico làm căn cứ hải quân để thực hiện chiến lược châu Mỹ của người Mỹ, ngăn chặn không cho châu Âu can thiệp vào châu Mỹ. Tập Cận Bình cũng quyết tâm độc chiếm Biển Đông và làm căn cứ phát triển hải quân, thực hiện chiến lược Maori của châu Âu, châu Á và rằng châu Á-Thái Bình Dương là của châu Á-Thái Bình Dương, xua đuổi Mỹ ra khỏi khu vực, không cho Mỹ can thiệp vào châu Á-Thái Bình Dương. Nếu phát xít Nhật chủ trương Đại Đông Á thì có vẻ như phát xít Tàu Cộng nhiều tham vọng hơn, chủ trương Đại châu Á và có thể còn rộng hơn nữa, và nước đang đeo bám cản mũi không cho Tập Cận Bình dễ dàng thực hiện học thuyết Monroe trên Biển Đông chính là Việt Nam. Công bằng mà nói, chỉ có những ai ở trong chăn mới biết chăn có giận. Việt Nam đã đắp chung chăn nên biết quá rõ về tham vọng và những dã tâm của Tàu Cộng, nên đã có những đối sách lòng vòng lèo kèo không giống ai, nhưng vừa đủ để cản mũi kỳ đà của Tàu Cộng sau cái lần quá cương để mất một phần Trường Sa vì quá tin vào cái ô Liên Xô. Việt Nam đu dây giữa siêu cường Mỹ và một số nước khác để nhùng nhằng truy cản Tàu Cộng, khó có cơ hội được động binh. Song có vẻ như Tàu Cộng đang có những bước đi mạnh mẽ hơn nhằm thực hiện cho bằng được học thuyết Monroe trên Biển Đông, vì nếu không hành động lúc này thì sẽ không còn cơ hội. Bởi khi mà tình hình dịch bệnh đã được khống chế ở Mỹ và các nước đồng minh có thể sẽ liên thủ hạch tội Tàu Cộng, những vụ khởi kiện và bùng lên khiến cho các nước đồng nguyên đơn sẽ đoàn kết chống Tàu Cộng. Chuỗi cung ứng tại Tàu Cộng sẽ rời khỏi Tàu Cộng và Mỹ sẽ áp thuế dữ dội hơn, vân vân. Tàu Cộng sẽ không còn hơi sức để thực hiện thuyết Monroe trên Biển Đông
và thậm chí có thể suy yếu, không còn sức để thực hiện ước mơ. Đó có thể là lý do mà Tổ Cộng sẽ lợi dụng lúc mà các nước đang chống dịch cúm nhắm mắt để ra tay trước, đặt mọi chuyện đã rồi. Bởi dạo gần đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không còn ngần ngại nêu đích danh Tổ Cộng, lên án Tổ Cộng đâm chìm tàu cá Việt Nam, yêu cầu Tổ Cộng bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng gửi công hàm đến Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để phản đối công hàm của Bộ Ngoại giao Tổ Cộng gửi cho Liên Hợp Quốc. Bác bỏ công hàm Malaysia, trong đó Tổ Cộng đưa ra yêu sách chủ quyền tứ xa, sai trái, độc chiếm toàn bộ Biển Đông. Hơn nữa, dạo gần đây, báo chí Việt Nam đã có lời lẽ mạnh mẽ khác thường. Tỉ như báo Người Lao Động đã viết thẳng tuột không hề kiêng dè rằng Tổ Cộng lợi dụng lúc dịch bệnh để thực hiện dã tâm độc chiếm Biển Đông. Như vậy, rất có thể anh Trung Chăn đã đọc được ý đồ nên đã phản ứng mạnh mẽ khác thường. Điều đó cho thấy Việt Nam sẽ là một cái gai nhọn thứ hai mà Tổ Cộng sẽ có thể cố gắng nhổ bỏ trong những ngày tới để thực hiện học thuyết Moru trên Biển Đông. Vấn đề là liệu Mỹ và đồng minh có để yên cho Tổ Cộng làm mưa làm gió trên Biển Đông, và quân đội Việt Nam khi bị dồn đến đường cùng cũng không phải là một đội quân dễ gặm để cho Tổ Cộng muốn làm gì thì làm, bởi truyền thống chống kẻ thù phương Bắc đã hằn sâu vào trong dòng máu của người Việt Nam. Vậy kính thưa anh Tập Xì Dầu, hai cái gai nhọn ấy anh sẽ nhổ gai nào? Nếu anh chần chừ không dám nhổ thì không trước cũng sau, thiên hạ sẽ xúm lại để nhổ cái đầu của anh đấy. Trong khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành một cách ác liệt trên toàn cầu, các chiến dịch kiện Trung Quốc đang được tiến hành ở khắp mọi nơi đòi chính phủ của Trung Quốc bồi thường vì những thiệt hại do viêm phổi Vũ Hán gây ra. Trong vòng chưa đầy một tháng, hơn 5.000 cá nhân và doanh nghiệp Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể tại Florida đòi chính phủ của Trung Quốc bồi thường vì những thiệt hại do viêm phổi Vũ Hán gây ra. Tại bang miền Nam Florida, Mỹ, một nhóm các cá nhân và doanh nghiệp đã đệ đơn kiện lên tòa án quận liên bang vào ngày 12 tháng 3. Vụ kiện gồm hàng nghìn nguyên đơn từ khắp đất nước, bao gồm các cá nhân bị nhiễm dịch bệnh và các công ty lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn dịch. Các nguyên đơn cho rằng đang chịu thiệt hại lớn do những sai lầm của nhà cầm quyền Trung Quốc trong việc ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lúc ban đầu. Nguyên đơn tố cáo chính quyền của Trung Cộng ngay từ đầu đã biết rõ virus Vũ Hán là rất nguy hiểm và có khả năng gây ra đại dịch, nhưng phản ứng trì trệ hoặc che đậy thông tin vì lợi ích kinh tế của chính họ. Công ty luật Berman Law Group, một trong những nguyên đơn, cho biết vụ kiện của chúng tôi liên quan đến những người bị thiệt hại về thể xác và bị lây nhiễm virus. Vụ kiện cũng liên hệ đến những hoạt động thương mại mà Trung Quốc đã tiến hành trong những chợ buôn bán đồ tươi sống. Các nguyên đơn cho rằng chính phủ Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm về những yêu cầu chính phủ nước này bồi thường cho sai lầm đó. Các vụ kiện tương tự cũng đã được đệ trình tại các bang Texas, Nevada nhằm chống lại chính phủ Trung Quốc khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng khắp nước Mỹ. Hãng luật Berman nêu ra những trường hợp đặc biệt về hoạt động thương mại và tổn hại cá nhân. Dùng đạo luật về miễn trừ cho quốc gia khác FSIA làm căn bản pháp lý để kiện Trung Cộng. Tuy nhiên, giáo sư Shimon Schneider, trường luật Đại học Hastings, California và tại San Francisco lại không đồng ý với luận điểm này và cho rằng việc hành xử của các giới quan chức của Cộng sản Trung Quốc cần phải xảy ra trên đất Mỹ để luật pháp áp dụng và không có cáo buộc về hoạt động thương mại tại đây. Bạn không thể kiện nước ngoài về những quyết định chính sách của họ. Đạo luật FSIA của Mỹ nhằm ngăn người dân kiện các quốc gia khác ngoại trừ những trường hợp cụ thể. Ông Stephen Carter, chuyên gia luật tại Đại học Yale, và cho rằng đơn kiện không nằm trong các trường hợp ngoại lệ của FSIA. Dù vậy, hãng luật Berman vẫn khẳng định đơn kiện tập thể nằm ngoài quy định hạn chế của FSIA và số người tham gia kiện đã tăng lên mỗi ngày. Trong lịch sử của Hoa Kỳ, luật không chính thức về trách nhiệm quốc tế về những thiệt hại do một nước khác gây ra và công nhận lần đầu tiên trong vụ trọng tài Chen Smelter trong những thập niên 1920.
Một công ty nung chảy kim loại tại British Columbia, Canada đã phát thải khí độc và gây thiệt hại khu rừng và mùa màng xung quanh khu vực xuyên qua biên giới Mỹ-Canada tại tiểu bang Washington. Một tòa án được thành lập tại Canada và Mỹ để giải quyết tranh chấp và chính phủ Canada đã đồng ý bồi thường. Các học giả về luật có kết luận tương tự về trách nhiệm của Trung Quốc trong việc làm lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Ông Russell Mueller, giáo sư luật tại Đại học Washington and Lee nói, nếu như Canada có luật môi trường tốt, các công ty nung chảy kim loại sẽ không làm ô nhiễm môi trường và sẽ không gây thiệt hại qua Mỹ. Có vẻ như liên hệ ở đây, nếu như Trung Quốc giữ một chế độ quy định an toàn thực hiện thích hợp thì thiệt hại sẽ không bị lan rộng. Ông William Sengheck, luật sư tài chính ở Chicago nêu rõ, và tốt hơn hết Trung Quốc nên nhận trách nhiệm như Canada đã từng làm. Viện nghiên cứu Harry Jackson Society HGS của Anh hôm 5 tháng 4 công bố một cáo buộc với tiêu đề bồi thường virus Vũ Hán. Báo cáo cho rằng nhóm G7 có thể kiện Trung Quốc và đòi bồi thường ít nhất 4.000 tỷ đô la vì chính quyền Bắc Kinh che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán, khiến cho hàng chục ngàn người trên thế giới tử vong và nền kinh tế khối G7 phải chịu thiệt hại nặng nề. Báo cáo cho biết các nước G7 đã chi ít nhất 3,2 nghìn tỷ bảng Anh, tương đương với 4.000 tỷ đô la để đối phó với dịch bệnh và nghiên cứu nền kinh tế khi chính phủ buộc công dân phải ở nhà. Báo cáo khẳng định nếu như Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này. Tài liệu cho rằng Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật, trong đó có điều lệ y tế quốc tế IHA vốn được siết chặt sau đại dịch SARS năm 2003. IHA quy định các quốc gia phải theo dõi và chia sẻ dữ liệu liên quan đến sự lây lan, mức độ nghiêm trọng và sự truyền nhiễm của bất cứ mầm bệnh nào có khả năng lan trên phạm vi quốc tế. Theo Viện Nghiên cứu HGS, Trung Quốc đã vi phạm quy định tại IHA rằng cách che đậy dữ liệu và trừng phạt của các bác sĩ muốn nói lên sự thật. Nghiên cứu của HGS cũng đã chỉ ra cụ thể nhiều vi phạm của nhà cầm quyền Trung Quốc như sau. Chính phủ Trung Quốc không công bố dữ liệu tiết lộ bằng chứng cho thấy viêm phổi Vũ Hán truyền từ người sang người trong khoảng thời gian tối đa 3 tuần kể từ khi biết về nó. Điều này vi phạm điều 6 và 7 trong IHA, cung cấp cho WHO thông tin sai lệch về số người nhiễm từ 2 tháng 1 năm 2020 đến 11 tháng 1 năm 2020, vi phạm điều 6 và 7 của IHA, không cấm vật chủ trung gian lây truyền virus, thay vào đó lại thúc đẩy sự tăng nhanh của các loài vật chủ nguy hiểm cho con người tiêu thụ. Vi phạm điều 12 của Công ước Quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cho phép 5 triệu người, tương đương với quy mô của vùng đô thị San Francisco, California hoặc Greater Boston, Massachusetts ở Mỹ và gấp khoảng 5 lần thành phố Birmingham của Anh rời khỏi Vũ Hán trước khi áp lệnh phong tỏa vào 23 tháng 1 năm 2020, mặc dù biết bệnh truyền nhiễm từ người sang người. Theo báo cáo, việc thiếu thông tin làm chậm phản ứng của virus, chẳng hạn như thiếu sàng lọc đi lại. Trước đó, một nghiên cứu của Đại học Southampton chỉ ra rằng nếu như các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt được đưa ra vào 3 tuần trước khi sự lây lan của bệnh sẽ giảm khoảng 95%. HGS kêu gọi thành lập các liên minh khởi kiện Trung Quốc vì chính nước này thường phản ứng hung hăng với các mối đe dọa trên trường quốc tế. Thừa nhận là sẽ có nhiều khó khăn để khởi kiện, báo cáo đưa ra 10 phương án tiềm năng để chống lại Trung Quốc ở khắp các địa điểm tài phán trong nước và quốc tế. Khởi kiện do tranh cãi xung quanh IHA là hành động chưa từng có tiền lệ, nhưng GSS cho rằng có những khuôn khổ trong WHO cho phép thực hiện điều này. Báo cáo cũng lập luận rằng các luật sư quốc tế có thể sử dụng các điều khoản liên quan để duy trì những quy tắc quốc tế. Những khuyến nghị được SGS đưa ra gồm có sử dụng tòa trọng tài thường trực, tòa án công lý quốc tế, tòa án Hồng Kông, giải quyết tranh chấp song phương thông qua các hiệp ước đầu tư song phương và các hoạt động kiện tục lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Hiện vẫn có các quy định thỏa thuận đầu tư, thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển,
Tòa án trong nước và tòa án Trung Quốc cũng là phương án mà SGS gợi ý. Báo cáo khẳng định chiến dịch này sẽ đòi hỏi sự can đảm và đoàn kết toàn cầu. Ông Matthew Henderson, đồng tác giả báo cáo, cho rằng người dân Trung Quốc cũng là nạn nhân vô tội bởi sai lầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông phát biểu thêm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không tiếp thu bài học giáo huấn nào từ sau thất bại của đại dịch SARS. Những sai lầm ngớ ngẩn, dối trá và chiến dịch nhiễu loạn thông tin lặp đi lặp lại của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc từ khi bắt đầu đại dịch virus Vũ Hán đã gây ra những hậu quả chết người. Cũng thời điểm này, Ấn Độ cũng đã tiến hành kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc vì để lây lan dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Apple Daily đưa tin vào ngày 5 tháng 4 cho biết Ủy ban Luật gia Quốc tế của Ấn Độ ICJ và Hiệp hội Luật sư Ấn Độ đã đệ đơn khiếu kiện lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ của Trung Quốc bồi thường vì đã khiến cho dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan toàn cầu gây tổn thất to lớn. Bản khiếu nại do Chủ tịch Hiệp hội Luật sư Ấn Độ và Chủ tịch ICJ soạn thảo đề cập rằng đại dịch đã gây ra sự mất cân đối trong cung cầu hàng hóa trong nền kinh tế Ấn Độ cũng như những ảnh hưởng từ việc cách ly người dân. Các hoạt động kinh tế Ấn Độ bị đình trệ, do đó ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương và nền kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ tạo thành một cú đánh lớn. Đơn khiếu nại cũng chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên kế hoạch cẩn thận một âm mưu lây lan virus trên toàn cầu. Đây là hành động vi phạm quy định y tế quốc tế, quy định về điều khoản nhân quyền và quốc tế và vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền quốc tế và tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Do đó, Ấn Độ đã khiếu nại lên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Theo tờ Business News của Ấn Độ, trong những ngày gần đây, cựu Bộ trưởng Nội vụ Pakistan và Thượng nghị sĩ Rahman Malik của Đảng Nhân dân Pakistan đã viết thư tố cáo và gửi lên cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antony đề nghị ông thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra xem virus này có phải là nhân tạo không và nguồn gốc nó từ đâu. Trong một diễn biến khác liên quan, hãng tin CNA ngày 2 tháng 4 từ Rome dẫn lời của Hồng Y Muang Bo, Tổng Giám mục Rangoon của Myanmar, người đứng đầu của Hội đồng Giám mục Châu Á, khẳng định các nước nghèo đang phải gánh chịu đại dịch viêm phổi Vũ Hán vì sự bất cẩn và đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bắc Kinh đang sợ một lời xin lỗi và phải bồi thường thiệt hại. Chiến dịch lên án Trung Quốc và đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc nước này phải bồi thường về những thiệt hại to lớn cả trên phương diện vật chất và tinh thần sẽ còn tiếp tục lan truyền trên diện rộng bởi viêm phổi Vũ Hán đến đâu là mang tai họa đến đó. Trung Quốc phải chịu trách nhiệm chính về đã gian dối trong việc công bố số liệu nhiễm bệnh và tử vong khiến cho nhiều chính phủ chủ quan, đồng thời còn tuyên bố để đổ tội cho các nước khác đã gây ra đại dịch. Đúng như Tổng Giám mục Rangoon nhận định, dối trá và tuyên truyền đã khiến cho sinh mạng của hàng triệu con người khắp nơi trên thế giới bị rơi vào vòng nguy hiểm. Đây là cái giá phải trả của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ thể đã tước đoạt đi sự thật, tự do, hai cột trụ để một quốc gia xây dựng được nền tảng vững chắc, hai giá trị cơ bản trường tồn của mọi thời đại tại đất nước đông dân nhất thế giới này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ thông tin để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.